phan ngài vì xin phan các quan tả phan hiu hồ nghiên lượng ban đạo đàn lệnh xin phan võ đôi hà khai quang dòng nhãn thập thờ diêu văn minh xin đàn xin ngã đích tăng tương giả kim phục hòa thượng và thánh chú thiên trung thiên xin nhân hào bút phi sai càng phiền chữ tướng ngài báo lại độ chỉ mà sai mình đủ bình bình tùy chính trục sửa sang
ra. Giờ ta nghi tích của nhà chân mình định xin cô bé gửi phân vân đi thành ra. Lập ở hướng đông mà ngươi đền thờ, cô lập ở hướng đông mê vua sai cầu chân đi ngoài cửa đông. Thank you.
dương nghề và tốt đi tươi nước non còn nhớ thank you.
đồ cho đệ tử đời đời phim hoa, đồ cho đệ tử bình an. Biến gió giảm về cho nhị trường sinh. Thành ra
Tử Đệ Tam Mi phong tôn thần thần Quan Thái Tử Đệ Tam Mi thanh gia nghiệp bạt loạn thiên đời các đệ tử vượt con trời ra chính quán quê nhà định nhân gia nghi chính quán đi quê nhà lòng anh cổ tích kỳ một quả lớp tuần vui ca lòng chi cưới lộc bài để ra bút mùa vòng tan tan
không mê mang. Không bàn nề sắc tư lâm liệt đi định nghỉ khắp miền duyên hải sông dài nghề nước nước tạm giới hay chóc tà phát quý chủ tinh
ngự đồng chơi mình quyền bóng quý lương ngoài trời thì khi ban cha nghe tôn có lên tận ngài hiện hách huy hoàng ra tay tê độ nhân gian con tỷ bằng đạo tôn quan biểu thất thi định khác thường thành ra hồi đền dòng sống hôm mai cho đến nhất quý về trong đền dòng chơi phù tia cho lục nước sắc phong châu lục cung nương nghi vốn đã dòng lãnh tộc sinh sinh trên non vượt đi ngàn đêm.
nước nghi thiên na sơn vạn thủy bắc lệ ngàn đẹp phố vị suối ngang lắng nghe tiếng hát cũng đàn về thank you.
Hãy
sợi lắng có đức hoàng nghìn mười thông minh trí tề thông minh trí tề tiền vời không nghe hai lệ chỉ dung sinh đi đồng thiên nó tài tài sức quan hoàng mùa xưa, ôi rơi sức quan hoàng mùa
có lần mời là người giúp đức hoàng người xưa ô rơi giúp quan hoàng người xưa tính tình tây tin các cô rót ni chén rượu đào xuân tam tuần chung dâng lên bệ ngọc để các cô nâng cao là mời giúp quan hoàng người xây các cô nâng giúp quan hoàng dần bắt chung nam phục hoàng tử cho
Nước
ngắm xuống nhạc hoàng như đồng anh bóng nơi dưới già mới hay trong việc mà cha hoàng cứu về đồng thì có ai bằng qua khi ông già lên dương đồng nguyên đẹp sáng người sáng như suối ngang nghi chính nghĩa quán quê.
Yeah.
chúa tiền lương đồi núi vắng tanh, xa
dân đi vào đồng chúa giáng sinh, đất đi tổ tông cuộc làm thần nghề bao giờ cũng phục mình ý tình đầu hàng.
Oh,
Tam Đảo quê mang chút mang ra mang mang nước.
vì cơn người đại đức từ.
biệt chung quanh đền đi đôi núi ba la khen lại khéo thạc đi đồ khen đi ai khéo vẽ khéo tu nguyện đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lúc